game mà chúng ta phải chơi trên máy tính hay là trên điện thoại hay một cái thiết bị chuyên dụng nào đó. Nhưng ở đây thì bọn mình sản xuất ra những cái sản phẩm mà mọi người có thể là cầm trên tay và chơi trực tiếp được. Nên mình sẽ sử dụng những cái nguyên vật liệu mà mọi người hay bỏ qua, mọi người không dùng đến, như là vỏ lon, cát tông, que kem để mình